Hello cả nhà, hôm nay mình sẽ ăn phở gà nha. Đây là tô phở gà của mình nè. Hello. Hi. Hello. Xin chào tất cả mọi người. Chào các bạn. Bữa nay mới làm về được một tô gì? Hủ tiếu ăn. Phở chứ. Phở. Phở gà. Làm sao? Nghe em điện thoại kêu mua rau quế. Cảm giác làm sao? Tụi mấy nhà biết làm gì. Biết làm gì? Chắc cảm giác là biết nhà là đang làm gì vậy? Chắc đang làm mà đang suy nghĩ là được ăn cái gì chứ phải không? Biết ngay mà. Bỏ gì vậy? Bỏ rau quế nè, em bỏ rau quế cho anh đó. Dạ. Hả? Bỏ này chưa? Chưa. À, chồng mình đang ở chỗ làm á. Mình điện kêu chồng mình mua rau quế về để ăn. Tại vì mình không có rau răm mọi người. Ăn thay thế bằng rau quế. Phở gà. Yummy. Mình hỏi chồng mình muốn ăn ít hay nhiều. Chồng mình nói cho anh một tô bự luôn đi. It's yummy baby. Ok, em sẽ ăn kia. Đó, được rồi. Nè. Nhà làm super to mà hả? Mình có làm nước chấm, chấm để tắm thịt. Sao, mùi vị sao? Thơm không? Mà tìm phở được. Trời ơi, làm có nhiêu đâu mà đòi đi mở tiệm phở. Người ta chạy luôn. Không á. Ngon quá. So yummy rồi. Chị ba đang ăn thịt gà. Thơm quá. Giờ làm gì đau bụng quá. Xin lỗi các bạn nha, nhờ ngồi ăn cái đây. Đói quá. Chồng mình đói quá rồi mà. Đi làm về là đem con trai mình đi đá banh á. Cái nó ăn đói mới về. Đã xong mới về. Chứ ăn gì hết. Ủa anh, chắc em phải mua cái đèn á, để cho nó sáng chút, tối quá. Để ra video chất lượng cho mọi người xem. Rồi. Ngon giống như là mở tiệm phở được á. Ngon. Mở tiệm phở được rồi bà xã mình. Nịnh quá à. Thiệt. Ngon thiệt á. Chồng mình đang nịnh á. Cái đồ chấm á, mình bỏ tương ớt với tương đen vào. Xong rồi mình bỏ một tí đường vào. Trời ơi, chấm ngon ghê anh ha. It's yummy baby. Con gái mình thì đang ăn thịt gà. Được không anh à? Nó nói nó chưa đó. Em làm cho nó ăn một tô rồi. Em làm cho nó ăn một tô rồi. Một đứa một tô to chà bá luôn. Dạ hả? Rồi hết rồi. Yummy,
Ngon các bạn ơi. Trời lạnh mà ăn món này là ngon nhất luôn á. Tối nay ăn 12 độ kiểu lít. Mà em thấy trời nắng đẹp lắm mà. Đó, cái này thịt gà nè. Nãy đứng ngồi coi. Coi đá banh đó. Trời ơi nó rung. Biết chừng là đợi chừng nào nó hết đặng về. Mệt lạnh quá. Vừa lạnh vừa đói bụng nữa. Hẳn hết. Chips in the room. Em cầm. Adia, why you do something to eat? Em cầm cái đũa, cái why giỏ you do something to drink? Mình cầm đũa không có giỏi mọi người. Yes, I can, Daddy. Yes, I can, Daddy. Hành cho anh đó. Em không thích ăn hành. Here I go, Daddy. Ngon quá. Anh ăn hết không đó? Tô bự vậy đó, ăn hết không? Bữa nay rác không á? I love red. I like chicken. Cái nước súp thơm quá. Còn tới rau thơm rồi, anh lấy luôn ha, em bắt bao nhiêu cho. Này, phi đá banh chúng kia nghe cái bài nó khóc về nhà. Hai phi đá hả? Không có chụp quân à? Cho thằng hockey vô. Lucas á. Thứ hai đằng sau là 5 giờ đó. Hockey á. Anh hỏi rồi hả? Trong cái snap team nó biết rồi, ý là bữa nay ông đó hỏi anh à? Hôm đó hỏi là sao thấy hai nó phi. Hôm qua. Ông nói anh đâu biết đâu. Sao anh nói anh quên check cái đó. Anh quên check cái đó. Mình cũng đói bụng lắm luôn á. Mình làm xong mình không có ăn.
đợi chồng mình về ăn. It's good, baby. Wow, good job. Như mấy người trong hãng Hub City nói là bây giờ làm đồ ăn gì, làm quay YouTube ăn đồ mà. Rồi sao? Ủa ai coi vậy? Bếp. Nói bộ không thấy ta, anh nói bộ mấy bạn không thấy tao. Rồi sao? Nó cười, nó cười rồi. Ai hả? Ai hả? Ai quên rồi. Ta là không biết, chắc chu đó. Tự nhiên em đâu các bạn Facebook với chu đâu, sao nó biết em? Biết. Lấy không? Mình ăn đồ á, mình rất là thích hút nước nước súp á. Mommy tells you. Mommy look the I'm full now. You're full? Yeah. You want to get out? Yeah. Really? Con gái mình bảo là no rồi, đợi xuống. Cho ăn thịt gà nữa nè. Để em bỏ có 4 cục thôi, ăn 2 cục no. Uống cục thịt gà đó, cục thịt chặt á. Cái này anh thích ăn à? Cục giòn á. Chồng mình thích ăn nhất là cục giòn ở cái đùi gà đó, xương giòn á. Còn mình thì lại không thích nhai.
thơm quá. Cái nước súp thơm quá. Right. Hả? Nước súp thơm quá. Ăn không tin lắm. Gì vậy bạn? Bạn làm gì vậy bạn? Bạn làm mình hú hồn bạn. Mình bị hắt xì đó bạn. Mình ham ăn quá mình hắt xì. Mọi người ha. Hồi xưa ở Việt Nam em đâu có biết làm gì đâu mà qua đây tự nhiên biết được. Ở Việt Nam á mình không biết làm gì hết á. Không biết làm đồ ăn. Tại giờ chết lãnh thầu hết rồi làm nữa. Thì đó. Có bà chị lãnh thầu hết trơn rồi. Mình chỉ nấu cơm thôi à. Nhưng qua đây biết làm. Tại sao vậy? Mommy eat mommy, á? Mommy. You want eat more? No, pee. Okay, mommy eat now. Pee? Ui no quá. No lắm luôn á anh. Trời ơi, em ăn xong rồi anh còn nửa tô rồi. Ăn hết luôn á. No pee. No pee. No pee. Em nghĩ là anh ăn hết rồi. No pee. Pee 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 pee. Mommy. Yes, baby. Waterfall down. Mm-hmm. Good mommy. You better get up. Okay. Thank you. What do you say? Say thank you. What are you supposed to say? Đang ngậm nước kia kìa. Chút nó thank you, chút nó là phun nước ra luôn à. Anh bỏ thêm tí đường á. Ừ. Mới đổ cái mới vô. Không có đường đâu ngon, phải không? Biết yeah. Anh. Anh thích ăn không? À, anh chấm thử coi. Vừa miệng anh không? Đi bowling kìa. Đó là sẽ mở cái party ở bowling. Ừ. Đấy cái mấy con mấy tay quá nè. Đi lên nhà mình được không? Đây nè. Mình đi được không? Ừ. Bỏ gia đình đi coi mà. Ê, mấy đứa nhỏ chơi chứ gì. À, mình coi thôi. Mà em cũng muốn chơi. Ừ. Ừ, anh chụp sai thôi. Ừ, chơi rồi. Ừ, cái cục giòn, ăn. Ừ. Ăn không, ăn. Ơn. Nè. Ừ, no. Em làm biến nhai lắm. Anh chấm phở của em sao mấy điểm? 5 star. Trời ơi. Con vợ tét lỗ mũi luôn. Nịnh đó. Nịnh để được vợ nấu cho nữa đó. Yeah.
Thơm quá. Ở ông nào ở Việt Nam bán trăm đô rồi nè. Trăm đô một tô. Ở trăm đô. Nước nó ngọt thiệt luôn á anh. Trời tô phở. Tô phở chất lượng. Nước trong veo luôn. Cái nước súp á. Nó trong veo luôn bạn. Nè, nó không có ngọt. Nhưng mà nó thơm mùi tắc quá. Ok. Xin bye bye mọi người đi. Mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người ơi. Xin chào các bạn. Bye bye. Và hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo. Giống khùng quá anh. It's like crazy honey.